tất cả mọi người nhé. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn gọn về cái quá trình mà chúng ta nuôi một con hút mật 5 màu cho nó căng lửa. Thì thời gian mất bao lâu và chúng ta sẽ cho ăn cái gì rồi chăm sóc như thế nào để cho nó căng lửa nhé. Thì một con chim căng lửa không nhất thiết là nó cứ phải chém cắn chém đồ đâu. Một con chim mà nó có dấu hiệu căng lửa, đầu tiên là nó có cái tiếng tiếng ríu nho nhỏ khi mà chúng đó nó ríu đó đó. Mấy con chim nó căng dữ là nó căng như thế đấy mọi người. Đó thì nó sẽ có những cái hành động như là sàng cầu nhiều rồi mồm nó cứ ríu nó ché liên tục. Đấy là con chim căng lửa. Thì nếu mà để mà mọi người nuôi kiếm một con chim mà nó căng căng cỡ như này này thì không thể nào mà chúng ta cứ để im một chỗ rồi không làm cái gì hết mà nó có thể căng lửa được, mà chúng ta cần phải có cái quá trình nuôi dưỡng rèn luyện nó một thời gian vài tháng thì nó mới có thể đạt được cái trạng thái tương đối được, chứ chưa nói đến là nó dạng cỡ này, nó chỉ cần tương đối thôi là được rồi. Thì ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái bước mà mình chăm sóc một con chim từ hồi mà nó mới biết ăn cám đến khi mà nó đã chơi được như thế này, căng lửa. Đó ha. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại từ đầu khi mà chúng ta bắt đầu nuôi một con chim hút mật khi mà nó mới biết ăn cám nha. Thì khi mà chim mới ăn cám ở thời gian đầu thì tất nhiên là nó sẽ không thể nào nó dạn được. Và ban đầu thì chúng ta nên nuôi ở trong những cái lồng tròn nhỏ như thế này để thuần đầu tiên cái thời gian đầu thì cái việc cần là đó chính là con chim nó khỏe mạnh cũng như là cái độ dạn của nó cải thiện theo từng ngày. Đấy, cái đấy là mới là quan trọng. Còn chứ mà chim mà mọi người nuôi mới được có vài bữa, tuần hai tuần mà bảo là nó chơi sung rồi, nó hót rồi, nó dạn này là nó không có đâu mọi người. Mình phải có cái quá trình mới được. Và tất nhiên là khi mà nuôi chim thì cũng phải có cái kiên nhẫn thôi, chứ nuôi vài hôm thì sao được. Đấy, thì đầu tiên chim mới thì chúng ta cần phải có cái điều kiện, tạo điều kiện nuôi. Chẳng hạn như là lồng này như thế này, rồi phơi nắng đồ cho nó, cũng như là sạch sẽ trong cái quá trình nuôi. Về thức ăn cho nó thì giai đoạn đầu thì chỉ nên ăn cám với nước đơn giản thôi mọi người, không cần cầu kỳ ha. Rồi, ok, tiếp theo là cái vấn đề về thức ăn. Thì hiện tại thì mình đang có bán hai cái loại thức ăn gian và lê thịt. Thì để mình sẽ tư vấn cho mọi người phối trộn giữa cám gian và cám lê thịt nha. Thì ở chim khi mà nó được tầm khoảng 2 đến 3 tháng thì mọi người có thể cho ăn với cái liều lượng là hai cám dưỡng và một cám vip của gian, hai xanh ba đỏ. Thì khi mọi người pha chế vô mà thấy chim ăn bình thường, nó không có bị rụng khoen hay là nó không có vấn đề gì xảy ra thì mọi người có muốn căng nữa thì hãy cho ăn là một xanh và một đỏ ở cái loại chim năm màu. Đấy, tại vì chim ấy thì cơ địa mỗi con nó khác nhau, có con nó chỉ cần nó ăn pha cám đỏ vô cái là nó rụng khoen đó mọi người. Cho nên là cũng phải lưu ý mình pha từ từ, hai xanh một đỏ rồi đến một xanh một đỏ nha. Thì mình pha vào cho nó kêu. Rồi trước khi mà đi thi đấy, tầm khoảng 3-4 hôm thì mình có thể cho ăn cám đỏ không cũng được. Tuy nhiên khi mà đi thi về thì mình có thể hạ xuống thành hai xanh một đỏ cho nó. Tùy vào cái mục đích của mình đi bẫy đi mồi thì mình có thể ăn cám đỏ không cho nó sung cũng được. Nhưng mà trong cái giai đoạn mình chơi đó thôi. Rồi sau khi về thì mình phải hạ xuống thành cám dưỡng. Đó là ở cái loại cám gian nha. Rồi, ok, tiếp theo đến cái loại cám của lê thịt. Thì nó cũng thế thôi mọi người. Nếu mà đối với lại ăn cơ bản hàng ngày thì mọi người cũng ăn là hai dưỡng một vip trong cái thời gian mà từ 2 đến 3 tháng đầu. Sau đó chúng ta sẽ quan sát xem là con chim nó có chịu cám không, rồi nó có bị cái gì không. Nó bình thường thì chúng ta có thể nâng lên là một dưỡng một vip. Cùng với đó thì cái cám dưỡng lông hay là sắc tố lông cũng có thể pha trộn chung để cho ăn hàng ngày. Đó, tuy nhiên là mọi người phải biết là nó kiểu là ăn cho nó lông nó hơi bóng mượt thôi, chứ nó không. Nếu mà chúng ta muốn chuyên về thay lông thì chúng ta phải ăn sắc tố lông không, quên dưỡng lông không nha mọi người, thì cái hiệu quả nó mới cao.
Còn nếu mà chúng ta trộn với lại những cái loại cám hàng ngày như thế này ấy, thì nó chỉ giúp cho con chim nó lông nó đẹp rồi nó được được hơn thôi, chứ nếu mà bảo muốn thay lông chuyên thay lông đấy là bắt buộc phải chúng ta phải dùng riêng cái cám đó ha. Rồi tiếp theo, sau khi mà chúng ta nuôi chim được thời gian đủ lâu cũng như là nó đã bắt đầu nó có tí lửa rồi, thì chúng ta bắt đầu cho nó ăn những cái thức ăn bổ sung để cho chim nó căng hơn nha. Đấy, chim mà nó đã dạn tương đối rồi thì chúng ta có thể cho qua lồng vuông nè, rồi bắt đầu cho ăn những cái thức ăn khác. Thì ngay sau đây mình sẽ giới thiệu một số những cái loại thức ăn để cho nó ăn kèm theo khi mà chim đã nuôi được lâu rồi, phân đã khô rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho chim ăn trứng kiến nha mọi người. Thì trứng kiến mọi người mua trứng kiến ấy, nhớ như thế này nè. Đó. Đó, trứng kiến tươi ha. Và khi mà chúng ta cho ăn thì lên lựa mấy cái con mà nó màu đỏ ra. Tại vì chim mà nó chưa biết ăn là có mấy con màu đỏ nó cắn nha, nó sợ không dám ăn đâu mọi người. Chim mà chúng ta sau khi mà nuôi được một thời gian rồi nó sẽ tự động nó thiếu cái đồ tươi trong người ấy, là tự động nó thèm ăn trứng kiến rồi mọi người. Cũng như là cái khi mà cái tính của nó là tính nó hay soi mói mà. Nó thấy đồ gì lạ lạ trong cống là bắt đầu nó sẽ nhìn ngó rồi nó tìm tòi để nó ăn đấy mọi người. Rồi ok, thì ngoài những cái loại đồ ăn bổ sung như là trứng kiến ra thì chúng ta cũng có thể cho những cái loại thông dụng hơn, chẳng hạn như là sữa trái cây nè, hay là những cái trái cây như là kẹp nho nhãn vải đó. Nhưng mà những cái thức ăn đã gọi là bổ sung rồi thì mọi người nên cho ăn vài ngày một lần, chứ không nên là cho ăn liên tục. Thì những cái loại đồ ăn này mà nếu mọi người cho ăn liên tục ấy, thì nó sẽ dẫn đến có thể gây ra là tiêu chảy, rồi chim nó xù lông hay là bỏ cám đấy, nó gây ra nhiều vấn đề đó, cho nên khi ăn là phải cẩn trọng. Thứ hai nữa là chừng nào ấy mà thấy chim nó đi phân khô và đạt cái tình trạng khỏe mạnh thì chúng ta mới cho ăn những cái loại thức ăn bổ sung. Còn nếu mà chim vẫn là yếu hay là đang là ốm hay là ăn cám chưa rành thì tốt nhất là mọi người chỉ nên cho ăn cám không mà thôi, chứ đừng có cho ăn tùm lum. Rồi ok, tóm gọn lại ở một cái quá trình mà chúng ta nuôi một con chim hút mặt 5 màu, từ khi mà nó mới biết ăn cám hạt đến khi mà nó đạt được cái tình trạng tương đối, nó là dạng tương đối này rồi hót tương đối đấy, chơi tương đối ấy, thì nó sẽ mất tầm khoảng 6 tháng nha mọi người. Tuy nhiên không đúng cho tất cả các con chim, mà chim ấy thì tất nhiên là có con này con kia đâu, có con mà người nuôi 3 tháng nó thuần cứng đơ, nhưng mà có con nuôi 6 tháng nó vẫn chưa chưa được cái gì hết. Thì bởi vậy cho nên là cái con 5 màu nó nói chung nó cũng là một con chim nó tương đối là khó thuần, lâu thuần. Vì vậy cho nên là khi mà nuôi thì chúng ta cần phải kiên nhẫn với nó ha. Rồi ok, thì đó cũng là tất cả những gì có trong cái video ngày hôm nay. Đó là video mà cái thuần chim căn bản tất tần tật luôn á cho người mới. Thì hy vọng là qua cái video này mọi người cũng có thể nắm được cái gì đó khi mà chúng ta chọn và nuôi cái loại 5 màu này ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người những video lần sau nha.